Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Chúng ta khi nói về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng ta cảm thấy là một điều rất là khó nói. Bởi vì khi đụng tới vấn đề Đức Chúa Trời Ba Ngôi là một tín điều, nhưng nó lại là một mầu nhiệm cao vời nữa. Cho nên nếu chúng ta dùng trí khôn của chúng ta dùng trí hiểu của chúng ta để chúng ta tìm hiểu về Chúa Ba Ngôi thì không bao giờ chúng ta có thể hiểu được. Vậy thưa cộng đoàn, Cựu Ước đã nói gì về Chúa Ba Ngôi? Khi xưa dân Thiên Chúa là dân thánh, được Thiên Chúa chọn lựa và được Thiên Chúa rất là đắc sủng. Thế mà người ta cũng chỉ hiểu được rằng chỉ có một Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ, dựng nên con người này. Và họ phải thờ lạy Thiên Chúa hết mình, hết trí khôn của họ mà thôi. Cho nên họ vẫn chưa hiểu gì về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và Thiên Chúa Ba Ngôi đối với họ là một điều xa lạ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đọc được một đoạn trong sách ngôn sứ Isaiah. Đoạn này viết như thế sau: Ta đã chọn ngươi và ta đã đặt thần khí trên ngươi. Đoạn đó cho chúng ta thấy bàng bạc Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện ở trần gian này. Và đó mới chỉ là một điều bàng bạc mà thôi, thưa anh chị em. Vậy thì trong thời Tân Ước này, chúng ta hiểu về Chúa Ba Ngôi như thế nào? Khi Đức Giêsu Kitô tới trần gian này, sinh ra nơi hang đá Bethlehem và ngày sống ẩn dật ở Nazareth 30 năm, chúng ta cũng không thấy nói về Chúa Ba Ngôi. Và rồi khi Chúa Giêsu giảng đạo 3 năm thì lúc đó Chúa Giêsu làm các phép lạ. Chúa Giêsu đã làm nhiều điều quan trọng trong đời sống của Ngài. Ngài đã dạy dỗ dân chúng bằng lời hằng sống của Ngài. Lời đó chính là con người của Ngài. Và chúng ta thấy một đoạn rất đặc biệt để cho chúng ta hiểu được về Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài đã nói với các môn đệ của Ngài rằng: các con hãy đi giảng đạo khắp mọi nơi, ai tin thì chúng con sẽ làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em thấy đó là một cái câu rất đặc biệt để chúng ta thấy Chúa Ba Ngôi hiện diện. Và rồi chúng ta thấy một lần khác, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan ở dòng sông Giọc Đăng, phép rửa này là phép rửa sám hối. Và khi Gioan dìm Chúa Giêsu xuống dưới nước, Chúa Giêsu đứng dậy và lên bờ, thì chúng ta thấy rằng có một con chim bồ câu đậu trên đầu Chúa Giêsu. Chim bồ câu đó tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Và trên trời có một tiếng nói: đây là con ta yêu dấu, con làm đẹp lòng ta. Chúng ta thấy đó là tiếng nói của Chúa Cha, và Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa đang hiện diện. Vậy thì cả ba ngôi Thiên Chúa hiện diện tại đó. Nói về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một cái gì đó quá cao sâu, quá khó hiểu. Cho nên chúng ta phải dựa vào ánh sáng của đức tin, chúng ta mới có thể tin nhận được. Và khi chúng ta tin nhận vào Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Chúng ta thấy ba cái ngôi đó, nhưng chỉ là một Chúa mà thôi, chỉ là một Thiên Chúa mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta rất khó hiểu về những điều đó. Các nhà khoa học thần học cũng đã học về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng thực tế các cha cũng phải suy nghĩ rất nhiều, rồi với ơn Chúa Thánh Thần, các cha mới có thể hiểu được
những điều mà Thiên Chúa nói với chúng ta và những điều mà giáo hội dạy dỗ chúng ta. Cho nên anh chị em biết rằng lời Thiên Chúa ban ngôi không phải là một việc dễ dàng, chúng ta dễ hiểu đâu. Nhưng với ơn soi sáng, chúng ta hiểu được Chúa ban ngôi. Và khi hiểu được Chúa ban ngôi, chúng ta cảm thấy cảm mến Thiên Chúa ban ngôi. Vậy thì thưa cộng đoàn, mầu nhiệm này là mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm giúp chúng ta hiểu được Thiên Chúa là đấng Chúa Cha, là đấng sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên mọi loài. Chúa Con là đấng cứu chuộc nhân loại chúng ta, và Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng, thánh hóa con người của chúng ta, giúp chúng ta hiểu được những điều mà Thiên Chúa nói. Những lời mà Thiên Chúa nói trong sách thánh thì Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và soi sáng chúng ta để chúng ta hiểu được những điều đó. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi một lần chúng ta làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa ba ngôi. Mỗi một lần chúng ta đọc kinh vinh danh, sáng danh là chúng ta tôn vinh Chúa ba ngôi. Mỗi lần chúng ta đọc kinh tin kính là chúng ta tin vào Chúa ba ngôi. Vì thế, chúng ta khi tin vào Chúa ba ngôi, chúng ta thấy Chúa ba ngôi gần gũi cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Chúa ba ngôi luôn luôn đồng hành với chúng ta trong đời sống của chúng ta. Vậy thì mỗi người chúng ta phải dọn tâm hồn của chúng ta cho trong sạch. Để làm gì? Để cho Chúa ba ngôi ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Có như thế, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc vì Chúa ba ngôi hiện diện trong lòng của chúng ta, hiện diện trong trái tim của chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời của chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa ba ngôi. Chúng ta phải tôn thờ, chúng ta phải yêu mến Chúa ba ngôi, và chúng ta phải luôn luôn bám chặt lấy Chúa ba ngôi. Sáng nay khi dâng thánh lễ này, mỗi người chúng ta ấy cầu xin Chúa ba ngôi cho chúng ta càng ngày càng yêu mến Ngài. Và mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá trong nhà thờ hoặc trước bữa ăn, chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta đang tuyên xưng Chúa ba ngôi. Nhờ đó, Chúa ba ngôi luôn luôn hiện diện trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Amen.